Xin chào quý anh chị và các bạn. Quý anh chị thân mến, và tiếp theo trong cái nội dung của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là về một cái lĩnh vực, đấy là về cái gương bát quái, ý nghĩa phong thủy, cách lựa chọn và sử dụng như thế nào để hóa giải biến hung thành cát, mang lại những cái điều tốt lành cho gia đình. Chúng ta biết rằng là gương bát quái là một cái vật phẩm phong thủy quan trọng, được xem là pháp khí đặc biệt, có cái công dụng và uy lực rất lớn, dùng để hội tụ năng lượng vũ trụ để hóa giải biến hung thành cát, hay là để bảo vệ hóa giải cho các cái ngôi nhà có cái hướng xấu, dùng treo tại những cái vị trí không tốt, là cái vật phẩm tuyệt vời để mang lại những cái điều tốt lành cho gia đình. Các loại gương bát quái thì bao gồm là gương bát quái âm dương 12 con giáp này, hổ phù 12 con giáp này, la kinh lồi, la kinh lõm và gỗ lồi, gỗ lõm, vân vân. Các cái kích cỡ đa dạng từ 12 cm, 16 cm, 19 cm, hay là ba cái kích cỡ tốt cho mọi công trình nhà ở, nhà xưởng để hóa giải phong thủy. Vậy thì cái gương bát quái nó dùng để làm gì và sử dụng trong cái trường hợp như thế nào? Vậy thì cái gương bát quái là cái vật phẩm phong thủy phổ biến và vô cùng quyền năng, được sử dụng để xử lý các cái vấn đề về phong thủy, hóa giải các cái điểm xấu, sát khí và mang lại cái điểm tốt, bình an, sức khỏe, phước lành cho các cái công trình nhà cửa, bản thân và gia đình người sử dụng. Thế thì bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là sử dụng trong cái trường hợp như thế nào? Thì đa số các cái trường hợp lỗi phong thủy công trình nhà ở đều có thể sử dụng gương bát quái, nhưng tùy thuộc vào cái mức độ ảnh hưởng của lỗi và tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng, sự cần thiết và hoàn cảnh để lựa chọn loại bát quái phù hợp để kết quả tốt nhất trong sử dụng và ứng dụng. Và nếu như các bạn gặp những cái trường hợp như thế này thì có thể là cân nhắc để chúng ta sử dụng cái gương bát quái. Thứ nhất là bị sát khí vật cản trở cắt thẳng vào nhà, như là trụ điện, dây điện, vật nhọn, phần nhô ra, vật cản, cầu đường, cây cối mang khí xấu, vật dáng kỳ dị, vân vân. Thứ hai là bị âm khí ô uế ồn ào, nhà gần bên đối diện cái nơi ở của người âm, nơi âm khí ẩm ướt, nơi bẩn thỉu hôi hám, bãi rác, nhà vệ sinh, nơi ồn ào mất văn hóa. Đấy, thứ ba là cái lỗi hướng nhà không hợp với hướng của chủ nhà và người trong gia đình của mình, thì chúng ta cũng có thể là cân nhắc để chúng ta sử dụng. Và cái thứ tư là nhà cửa bị thoát sinh khí, âm khí tràn vào, các cái biểu tượng tài lộc bị thất thoát thì có thể sử dụng. Và cái thứ năm là một số các trường hợp khác có thể sử dụng khi mà có cái sự tư vấn của các cái chuyên gia phong thủy, thì chúng ta cũng nên tham khảo để chúng ta sử dụng. Và chúng ta chú ý là chúng ta cần phải tránh sử dụng gương bát quái trong một số các cái trường hợp sau đây. Thứ nhất là khi mà cái lý do sử dụng gương bát quái không rõ ràng và không thuyết phục, không cần thiết, không nhất thiết phải sử dụng, thì cái phần này là chúng ta không dùng. Cái thứ hai là nếu cái gương bát quái chĩa thẳng nhà khác, ảnh hưởng trực diện nhà khác, gây ra cái xung đột, mất đoàn kết thì chúng ta không nên dùng. Và cái thứ ba là không xác định được chính xác cái loại gương bát quái nào thì phải nhận được tư vấn của người có chuyên môn, thì cái này chúng ta cũng không nên tự tiện chúng ta dùng. Và cái thứ tư là không treo bừa bãi trong nhà, phòng ốc nếu như là chưa được tư vấn. Đấy là một số các trường hợp mà chúng ta cần phải cân nhắc và không nên dùng gương bát quái. Thế thì cái gương bát quái lồi và lõm thì nó có cái sự khác biệt nhau như thế nào? Thì gương bát quái lồi là giúp tán hay là phân tán cái hình ảnh vật chất, có nghĩa là cái hình ảnh khi mà xuất hiện trong gương sẽ bị tán nhỏ ra. Còn gương lõm là giúp hội tụ hay là kết hợp cái hình ảnh, giúp tụ lại trong cùng một điểm của trọng tâm gương. Đấy là cái sự khác biệt giữa gương lồi và gương lõm. Còn sử dụng trong cái trường hợp nào? Gương lồi là sử dụng trong các cái trường hợp là cần phân tán chủ thể, trong các cái trường hợp mà gây hại, giúp giảm bớt cái lực sát khí ảnh hưởng đến cái phong thủy. Còn gương lõm lại sử dụng trong cái trường hợp là những cái điều tốt bị thất thoát, nhằm giữ lại, hội tụ lại những cái cát lành phong thủy. Và để tìm hiểu chi tiết hơn về cái cách khai quang và treo gương bát quái một cách đúng cách, cách sử dụng như thế nào, thì nếu bạn nào có nhu cầu, các bạn có thể là comment ở cái phần dưới của phần bình luận dưới mô tả, và tôi sẽ hướng dẫn mọi người là cái cách để chúng ta khai quang và treo gương bát quái đúng cách phù hợp với từng nhà của các bạn.
Và trên đây là một số cái thông tin về gương bát quái sử dụng trong những cái trường hợp như thế nào và không nên sử dụng trong những cái trường hợp như thế nào, và cái sự khác biệt giữa gương lồi, gương lõm và tác dụng của nó, và còn cái mà cách để cái khai quang và cái cách cho gương bát quái được phù hợp với từng nhà một, thì các bạn có thể để lại cái lời bình luận bên dưới của video và tôi sẽ giải đáp các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của tôi.